và tôi đến từ Ấn Độ. Tôi biết đến nhảy từ năm tôi 15 tuổi và kể từ đó tôi bắt đầu theo đuổi bộ môn này và tôi đã đến Việt Nam. Tôi rất vui khi có mặt tại chương trình này và tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người về niềm đam mê nhảy của tôi thông qua chương trình. Mong mọi người ủng hộ tôi nhé. Và cuối cùng, xin chào đón Nadia. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng. Với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại Kiss Việt Nam. Việt Nam có công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Phí giao dịch lãi suất hấp dẫn, đội ngũ tư vấn tận tình. Chứng khoán Kiss, two friends cùng bạn đầu tư thành công.